Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 56. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 383: Ám Hà truyện. Ổ nhện. Tô Mậu Vũ đứng trong sân, sau lưng quán là 10 người, ngoài Sửu Ngưu và Mão Thố thì tử thử, dân hổ, thần long, Tỵ xà, ngọ mã, dị dương, thân hầu, dậu kê, tuất cẩu, hơi trừ đều cùng kính đứng ở đó. Ta nghĩ là các ngươi cũng đoán được nguyên nhân thật sự khiến sửu ngưu phải rời khỏi. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Mười người đứng phía sau không có đáp lời, ai nấy siết chặt binh khí trong tay. Nhưng mà không cần phải nói ra, tất cả mọi chuyện sau khi mà kết thúc sẽ có đáp án. Tô Mộ Vũ đột nhiên hạ thấp giọng. Nhưng ta biết sửu ngưu không phải là người duy nhất thủ lĩnh Dân hổ không nhìn được gọi Không cần phải nhiều lời Cho dù thế nào đi nữa Tô Mộ Vũ xoay người cắm dù xuống đất Ít nhất là ngày hôm nay Xin mọi người hãy bảo vệ Chu toàn chỗ nhà này Rõ Mọi người đồng thanh đáp Trong phòng trong 100 cái nến đỏ đã được đốt sáng Được 18 mặt gương đồng phản xạ Khiến cho toàn bộ căn phòng sáng trưng Bạch hạt hoài Hít một hơi thật sâu ngồi trước mặt của đại gia trưởng đại gia trưởng đã sẵn sàng chưa lúc này đại gia trưởng đang để trần nửa thân trên để lộ cơ bắp cuồn cuộn ngồi ngay ngắn trên mặt đất Miền lông kiếm đặt bên cạnh ông vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe bạch hạt hoài gọi như vậy mở mắt ra gật đầu nói thần y mời bắt đầu đi được bạch hạt hoài mới nhẹ nhàng kéo tay một mảnh giải đỏ đã trải ra dưới đất Bên trên che kính trăm bạc, được ảnh nến chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cù mới dùng tay ba mũi trăm bạc nghiêm vào trước ngực của đại gia trưởng. Đại gia trưởng kêu lên một tiếng, trực tiếp nôn ra một ngụm máu trắng. "Đã tới mức này rồi sao?" Bạch Hà Hoài khẽ nhíu mày, lại dùng tay ba mũi trăm bạc bắn lên không, cắm lên đỉnh đầu của đại gia trưởng. Tiếp đó, toàn thân của đại gia trưởng Có khí nóng bốc lên nghi ngút nến đỏ và gương đồng trong phòng đồng thời sao động ngoài ổ nhện hai thanh quỷ đao của tạ phùng qua chém xuống hầu như là không có một chút âm thanh nào cánh cửa lớn phía trước đã bị chém mở ra hắn mới tung người nhảy vào bên trong năm người còn lại đều đi theo phía sau vô thanh trận đừng có tạo ra bất cứ âm thanh gì tạ thiên cơ hạ giọng nói tạ thiên cơ vừa dứt lời trong sân mới đột nhiên vang lên cái tiếng chuông đồng hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mái hiên bốn phía xung quanh treo đầy chuông đồng nho nhỏ giờ phút này tất cả chuông đồng đều rung động âm thanh càng lúc càng gian vọng cùng lúc đó mấy trăm cái mũi tên đồng đồng thời bắn về phía họ hầu như là không có cho bọn họ cơ hội chuẩn bị chỉ là muốn bắn bọn họ thành con nhím thủ lĩnh đoán không sai quả nhiên tối nay của người tới dân hổ hạ xuống đất đi quan sát thi thể của sáu người. Hắn mới dùng đao gạt thi thể đầu tiên cả kinh nói. Còn rối? Hắn dù thức nhảy lùi lại phía sau, nhưng mà thi thể kia nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp giơ tay đánh về phía hắn. Dần hổ mới dung trường đao trong tay, chém cánh tay kia thành ba khúc. Thi thể này vốn không phải là người sống mà được làm bằng gỗ. Chỉ thấy trong năm thi thể có một người đứng dậy, hắn mặc áo trắng thân hình gầy gò sắc mặt trắng bệch khác thường Thuộc còn rối giết người ngươi là mộ bạch sao dân hổ qua khẽ tạ gia tạ hổ khiếu ngươi không còn nhạy bén như xưa một giọng nói lạnh nhạt gian lên sau lưng của dân hổ dân hổ cả kinh sau lưng đổ mồ hôi lạnh không ngờ tốc độ của kẻ này lại nhanh chóng tới mức chẳng hề phát hiện ra được hắn mới dội vàng xoay người thúc đao dung lên dựa vào trực giác được huấn luyện trong rất nhiều năm làm sát thủ chặn được đau kia. Nhưng mà vẫn bị đánh bay hơn 10 bước, phải nhờ thần Long tới trợ giúp, giờ tay đỡ lấy mới ngừng được thế lui. Người thừa kế của Long nhà đau sao? Thần Long cảm khái, à hổ, xem ra tạ gia đã xuất hiện một thanh đao còn tốt hơn cả chúng ta. Tạ Long ngâm, tạ hổ khiếu, mộ bạch mới cười nói, cho người đối phó với cả hai thanh đau này cùng lúc có hài lòng không bất tạ sao ngươi là bất tạ dân hổ càng kinh ngạc ngươi đã lớn dậy rồi à năm xưa ngươi là người đầu tiên dạy ta đao pháp tạ bất tạ tung người nhảy tới ta chờ cái trận chiến này đã lâu lắm rồi cái thằng nhóc đao si năm xưa đã trở thành đao si chân chính rồi thần long rút trường đao ra cùng với dân hổ lao về phía trước giao chiến cùng với tạ bất tạ tạ bất tạ cầm một thanh rồng nhà đào giao chiến với hai thanh trường đào nhưng không hề rơi xuống hạ phong lúc này tạ thiên cơ thực sự xuất hiện trên mái hiên dùng tay ném ra một thanh phi đào cắt đứt tất cả chuông đồng chung quanh để ta phá trận các người cứ đi trước đi đừng có coi thường chúng ta tám người đeo mặt nạ đồng thời xuất hiện không ngờ toàn bộ 12 con giáp đang ở trong phủ đều hiện thân không tệ đánh với các người trước đã mộ Thanh dương mặc đạo bào tùy ý lao tới ném đào qua tệ lên trời cuối cùng mặc qua đào rơi xuống tay của hắn hắn cười nói mặc qua đào đại cát rồi mộ gia giả đạo sĩ tử thử tung người nhảy tới tay cầm song giảng đánh về phía mộ thanh dương mộ thanh dương thần sắc không đổi vẫn mỉm cười lạnh nhạt chỉ thấy có mộ tuyết gì mặc áo bạc lướt qua bên cạnh trực tiếp xuất chưởng nắm lấy thanh giảng bên phải một làn sương mù màu trắng theo thanh giảng đánh về phía tử thử cẩn thận cô ta là đọc qua đó sau lưng có người nhắc nhở tử thử mới dội vàng lui lại phía sau múa song giảng trong tay đánh tan cái làn khói độc kia tu mộ vũ đang ở đâu mộ tuyết di hỏi đừng có tơ tưởng tình nhân trong mộng của người nữa mộ thanh dương bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta tới làm chính sự. Người muốn gặp Tô Mộ Vũ, đơn giản thôi, giết sạch những người này là gặp được. Mộ Dung Bạch dùng tay, bốn con rối bên cạnh đứng thẳng dậy. Lúc này Tô Mộ Vũ đang đứng ngoài hành lang gấp khúc, bên ngoài gian phòng của đại gia trưởng, nghe bên ngoài có tiếng giao chiến, chậm rãi xoay tròn cây dù trong tay. Người cảm thấy bọn họ có đánh được tới đây không? Lão già lưng còng xuất hiện bên cạnh Tô Mậu Vũ Bọn họ lấy được cái bản vẽ của ổ nhện này, hơn nữa còn bố trí cao thủ chuyên phá trận, ổ nhện cũng đã mất đi ý nghĩa rồi. Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý, người có thể lấy được cái bản vẽ ổ nhện này không nhiều. Lão già lưng còng mỉm cười, có vẻ hơi dữ tận, lão hủ là một trong số đó. Ta tin tưởng tiền bối, Tô Mộ Vũ nói thẳng, sao ta còn tưởng là Khôi Đại Nhân đã liệt ta vào danh sách tất sát chứ lão già lưng còng chậm rãi nói đang ở bước đường cùng có đôi lúc chúng ta cũng bất lực chỉ còn lại có lòng tin thôi ví dụ như ta tin tưởng mọi người ở ngoài sân trước cho dù trong số họ có người phản bội ta ví dụ như ta tin tưởng tiền bối tiền bối là loại người cho dù ta có phản bội chu ảnh người vẫn sẽ canh giác bên cạnh đại gia trưởng tô mậu vũ ngừng xoay dù đúng là những lời khiến cho người ta cảm động. Lão già lưng còng chậm rãi đi ra sân trước. Cảm động tới đáng để cho ta đi nộp mạng. Chương 384 Ám Hà Truyện Ai cũng nói 12 con giáp của chu ảnh đại biểu cho chiến lực tối cao trong số sát thủ Ám Hà. Nhưng bây giờ thời khắc đã khác rồi. Mỗi gia tộc đều bồi dưỡng được những cái người có thể chiến thắng các người tạ thiên cơ đứng trên mái hiên mỉm cười nhìn trận đấu tạ bất tạ cầm một thanh lòng nhà đào giao chiến với hai người nhưng mà càng đánh càng hung ác dững dàng chiếm thượng phong mộ bạch thao túng bốn con rối cũng một mình đánh với ba người còn mộ thuyết di giữa giao kỳ độc cũng đã bám lấy hai tên chu ảnh giả đạo sĩ mộ thanh dương lấy ra một thanh kiếm gỗ đào mỉm cười nhìn ba người còn lại nếu trận pháp đã bị phá hay là tạ huynh xuống đánh nó đi. Chẳng qua chỉ phá có vô thanh trận mà thôi, trong phủ này có rất nhiều cơ quan tinh xảo, ta phải tập trung quan sát. Thanh Dương huynh tự làm đi. Tạ Thiên Cơ cười nói, tạ gia của các ngươi chỉ đánh có hai người, mộ gia chúng ta lại phải đánh tám sao? Mộ Thanh Dương cầm kiếm gỗ đào đi lên trước, đúng là không có công bằng. Bên kia, tạ bất tạ mới đột nhiên dùng lòng nhà đào khi thu đào, thì trường đào trong tay của thần Long và dần Hổ đã rơi xuống đất trên cổ tay có một vết máu. Người làm cái gì đó mau giết họ đi. Đây không phải là luận võ đâu, đây là giao chiến sinh tử. Tạ Thiên Cơ quát lên: Ta tới không phải là để giết người, ta chỉ tới tìm tu mộ vũ. Tạ bất tạ không có để ý tới hắn. Huống chi bọn họ cũng là người của Tạ gia, chúng ta còn quen biết lẫn nhau đó. Từ ngày trở thành chu ảnh, bọn họ đã không phải là người của tạ gia nữa rồi. Một bóng dáng cào ráo đột nhiên xuất hiện sau lưng của tạ bất tạ. Hai lưỡi đào đen dài, thanh mảnh đồng thời đánh về phía thần long và giận hổ. Trong tay của hai người không còn đau, đành phải né tránh nhưng đã không kịp. Trở thành chu ảnh là dinh dự của mỗi người trong ám hà. Một giọng nói già và nua vang lên, một cây cùng sắt đột ngột xuất hiện ngăn trước người của thần long và dần hổ hất ngược hai cái lưỡi đao đen kịch kia cùng pháp này tạ phồn qua thu trường đao ngẩng đầu nhìn cái lão già lưng còng đột nhiên xuất hiện hạ giọng nói quả nhiên là ngươi khắc thúc lão già lưng còng mới cười lạnh nói khi xưa bọn họ là niềm kiêu hãnh của gia tộc vì phải được đại gia trưởng tán thành mới có thể gia nhập chu ảnh mà phải là người đứng đầu chu ảnh mới có thể đeo mặt nạ. Phong làm 12 con giáp, nhưng bây giờ gia tộc lại không có thừa nhận bọn họ còn muốn hủy diệt hoàn toàn sao? Dần hổ thở dài một tiếng, tiếng thở dài này có vẻ cực kỳ bi thương. Cùng lúc đó, trong lòng của mọi người trong sân cũng dâng lên một cảm giác bi thương tương tự. Nhiều năm trước, bọn họ là niềm kiêu hãnh của gia tộc, mang theo vinh quang trở thành chu ảnh. Nhưng hôm nay, bọn họ đã trở thành đối tượng săn giết của gia tộc đồng tộc năm xưa chỉ là muốn đẩy họ vào chỗ chết thật ra là bọn họ cũng có thể chọn cách trở lại gia tộc ta phùng hoa mỉm cười nhìn thần long và giận hổ thật ra năm đó đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn các ngươi không hiểu ý của gia chủ gia chủ vốn không có muốn các ngươi rời khỏi nhưng mà các ngươi vẫn lựa chọn đi theo tô mộ vũ thần long cắn răng nói chúng ta sai rồi hay sao? Sai rồi, có lẽ chu ảnh từng là vinh quang quám hà, nhưng mà từ khi đại gia trưởng giao chức vị khôi cho Tô Mộ Vũ, mọi chuyện đã thay đổi. Tạ Phồn Hoa trầm giọng nói, Tạ Phồn Hoa, dân hổ cố chịu đào nhặt thanh trường đào dưới đất lên, người như người vĩnh viễn không có hiểu được đâu. Hiểu cái gì? Tạ Phồn Hoa hỏi, hiểu gì sao mà Tô Mộ Vũ đáng cho chúng ta tin tưởng theo chân? dần hổ cầm đao lên định xong đến đằng trước nhưng đã bị trường côn của lão già lưng còng cản lại lão già trầm giọng nói không cần phải nôn nóng đâm đầu vào chỗ chết khắc thúc năm xưa vì đại gia trưởng mà người thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng rồi Tạ phồn qua nói đầy ẩn ý mà sau cái chuyện đó đáng lẽ ngươi có thể xong chuyện rút lui nhưng mà lại bị đại gia trưởng phái tới cái chỗ này phải canh gác gian nhà không này bao nhiêu năm rồi nhưng mà chẳng phải ta vẫn còn sống sao? Lão già lưng còng tung người nhảy tới, dung mạnh cây cung sắt trong tay. Rất khó tưởng tượng với tụ ta của lão mà có thể sử dụng một cây trường côn đánh ra quy lực như vậy. Hai thanh quỷ đao đen nhánh của tạ phồn qua lấp lóe nhưng mà không cách nào vượt qua trường côn này, bị đánh cho không ngừng lui lại phía sau. Nhưng mà tạ bất tạ lại tìm được cơ hội hắn đã chờ đợi đã lâu hắn nhân lúc cái lão già lưng còng tấn công tạ phù qua tung người lao xuyên qua thần long và dần hổ đừng có để hắn đi qua có người hô to nhưng mà thần long và dần hổ xoay người định đuổi theo bị một ảnh đao đánh bật trở lại đúng là đào pháp của tạ bất tạ hơn xa bọn họ có lẽ có thể giao chiến với tô mộ vũ đừng để người của tạ già giành trước chẳng phải là người cũng muốn gặp tô mộ vũ sao mau tới gặp đi mộ bạch bà nhanh chóng dùng ngón tay thi triển thuật còn rối giết người tới cực hạn cứu Mộ Tuyết Di khỏi thế công của hai người Mộ Tuyết Di thoát thân cũng túng người nhảy lên đuổi theo Tạ Bất Tạ không có Tạ Thiên Cờ hỗ trợ phá trận tùy tiện xong tới có được không Mộ Tuyết Di hỏi Tạ Bất Tạ phá trận mà thôi thấy gì chém nấy là được giọng nói nửa giang lên đã thấy Tạ Bất Tạ giẫm phải một cơ quan mười mấy mũi thương từ dưới đất nhô lên tạ bất tạ xoay người nhảy lên không dùng đao chém xuống mười mấy mũi thương mới lập tức đứt đoạn không tệ mộ tuyết gì lạnh nhạt mỉm cười không ngờ thân thủ của tạ bất tạ lại cao cường như vậy thế thì cô muốn đi qua cũng đơn giản cứ để cho tạ bất tạ đi đằng trước là được tô mộ vũ đứng dậy nhẹ nhàng xoay tròn cán dù trong tay cơn mưa này hôm nay có ngừng không trong phòng bạch hạt hoài đâm nốt cái mũi châm bạc cuối cùng điểm vào giữa hai hàng lông mài của đại gia trưởng đại gia trưởng đột nhiên mở mắt mang theo một luồng lệ khí cực mạnh tuy biết giờ phút này đại gia trưởng đã mất ý thức rồi nhưng mà bạch hạt hoài vẫn dù thức kinh hãi cô thở hổn hển từng hơi một nhìn đại gia trưởng chậm rãi thốt lên bốn chữ di hồn đại pháp trong mắt của bạch hạt hoài hiện lên ánh sáng đỏ Tiếp đó thân thể của cô đổ về phía sau, còn đôi mắt của đại gia trưởng lại chậm rãi nhắm lại. Sau đó, Bạch Hạ Hoài cảm thấy toàn thân như chìm vào bóng tối, lại như không ngừng rơi xuống vực sâu dạng trượng. Trong lúc rơi lại có tiếng la hét, tiếng chém giết, tiếng kêu la thảm thiết. Mãi cho tới khi cô cảm thấy mình rơi xuống đáy vực mới nhìn thấy một chút màu sắc. Cô cúi đầu quan sát, phát hiện ra là máu bỗng tối rút lui bạch hạt hoài quay đầu lại chứng kiến mình đang ở trong một cái ao máu trong ao máu đó có vô số thi thể nổi bồng bềnh những thi thể đó có cái đã quá thành xương khô có cái còn mở to đôi mắt sắc mặt không cam lòng chỗ thi thể có nam có nữ có lão nhân tụ tác hiếm thấy cũng có đứa trẻ trong tả lót đây là nội tâm của đại gia trưởng có nói là địa ngục cũng không hoa tuy biết mình đang ở trong ảo ảnh nhưng mà cánh tay của Bạch hạt Hoài vẫn không nhìn được khẽ run rẩy. Chương 385 Ám Hà Truyện Tô Mộ Vũ Xuyên qua các loại trận pháp dọc đường đi vào hành lang phía trước trên người của tạ bất tạ đã có một số vết thương nhưng mà ánh mắt của hắn toát lên một vẻ hưng phấn ta chưa có từng gặp người xem ra tạ gia giấu giếm một thành đào tốt Tô Mộ Vũ nhìn tạ bất tạ, lạnh nhạt nói. Tạ bất tạ chậm rãi bước lên phía trước. Ta thường xuyên hỏi sư phụ của ta, đao pháp của ta ra sao? Sư phụ ta luôn nói với ta, trong ám hà, đao pháp của ta đã là đệ nhất, nhưng mà còn kém xa kiếm thuộc đệ nhất của Tô Mộ Vũ. <laughs> sư phụ của ngươi là ai? Tô Mộ Vũ hỏi. Tạ gia, tạ thất đào. Tạ bất tạ trầm giọng nói. Thật Đào Thúc là một vị sư phụ rất tốt, ngươi là đệ tử của ông ấy, chẳng trách đi được tới đây." Tô Mộ Vũ gật đầu tán thưởng. "Thứ ta muốn không phải là lời khen của ngươi, lời khen tốt nhất của ngươi cho ta chính là đánh một trận với ta đi." Tạ Bất Tạ mới nhẹ nhàng dùng thanh Long Nha đào trong tay lên. Lúc này, Mộ Tuyết Di cũng đã chạy tới, thấy Tô Mộ Vũ, con ngươi màu xám của cô cũng đã sáng bừng lên nhưng mà giọng điệu vẫn rất là bình tĩnh tô mộ vũ các ngươi không còn cơ hội bỏ cuộc đi tuyết di ngươi tới rồi sao tô mộ vũ mỉm cười tạ bất tạ hơi nghiêng đầu các ngươi quen biết sao năm xưa từng thực hiện nhiệm vụ cùng nhau mộ tuyết di mới trả lời rất nhiều năm trước tô mộ vũ nói đầy ẩn ý cho dù thế nào đi nữa ngươi cũng không được quấy nhiễu trận quyết đấu của chúng ta bất luận là giúp hắn hay là giúp ta, nếu người ra tay, ta tà sẽ giết người. Tạ bất tạ lạnh lùng nói, người đang quy hiếp ta sao? Trên bao tay của mộ tuyết di có ánh quỳnh quang lóe lên. Thế thì như người mong muốn. Tô mộ vũ điểm mũi chân lao tới, đã lướt tới bên cạnh tạ bất tạ. Cây dù trong tay trực tiếp đánh về phía tạ bất tạ. Lòng nhà đào trong tay của tạ bất tạ đột nhiên đảo một cái, trực tiếp đánh văng cây dù sang một bên, hắn quá kẻ. Ta muốn đánh với kiếm của người, chứ không phải là một cây dù nát. Dù là kiếm của ta. Tô mộ vũ xoay dù, chỉ thấy một luồng kiếm khí vô hình, kéo nước mưa, đánh về phía tạ bất tạ. Tạ bất tạ, nần đào ngăn cản, bị đánh lui hơn 10 bước. Người biết ta muốn thấy cái gì? Ta không có tư cách để cho người sử dụng thập bát kiếm trận sao? Tạ bất tạ trầm giọng nói đúng là vẫn chưa đủ đâu. Tô Mộ Vũ trả lời rất thành thật. Được, tạ bất tạ, thở hổn hển từng hơi một, tiếp đó bắp thịt trên người mới chậm rãi nơi lỏng, hắn lùi về phía sau một bước, chậm rãi nhắm mắt lại. Mộ tuyết di sửng sốt, bình tức chi thuật sao? Cô đã nghe về môn bí thuật bất truyền của tạ gia này, chỉ có nhân tài tu luyện đào pháp đến đỉnh điểm mới có tư cách tu luyện môn bí thuật này trong thời gian ngắn nó có thể bỏ qua mọi quấy nhiễu xung quanh trong mắt chỉ thấy đau của mình và đối thủ của mình dùng binh tức chi thuật phối hợp với đào pháp tinh diệu khi một đấu một có thể coi là vô địch chém tạ bất tạ đột nhiên mở mắt sau đó thân hình rẽ lên đào đã tới trước mặt của tô mộ vũ với tốc độ mắt thường không thể nào thấy được trường đào chém từ trên xuống tạo thành một đường tròn hoàn mỹ Tô mộ vũ khẽ nhíu mày, Dung dù đón lấy Nhưng lại bị cái nhát đao chém lúng hai chân xuống một thước Tô mộ vũ Mộ tuyết gì kinh hại hét lên Hoàn toàn đã quên mất mình và tô mộ vũ Đang thuộc hai phe phái khác biệt Về Trường đao của tạ bất tạ đánh về phía trước Đột nhiên thu hồi Tô mộ vũ đang hành động bất tiện Không có kịp né tránh đao này Đã bị đao này chém rời ống tay áo Lên tạ bất tạ chém đao từ dưới lên nếu đao này đắc thủ tô mộ vũ chắc chắn sẽ thua rồi mộ tuyệt di không có nhịn nổi nữa một làn khói đen chậm rãi hiện lên giữa hai tay thập bát kiếm trận lên tô mộ vũ đột nhiên lạnh lùng nói một câu sau đó cây dù giấy trong tay của hắn nở bung như đó qua lưỡi kiếm dưới 18 tám dù đã bắn thẳng ra tạ bất tạ dỗ dàng thu đao lui lại dài lưỡi kiếm đâm về phía hắn hắn mới nhanh chóng né tránh một tài phát quy đào pháp tới cực hạn mộ tuyết di đứng bên quan sát không có thấy rõ đào thế của tạ bất tạ chỉ cảm thấy đào khí lạnh lẽo thấu xương cô đứng xa như vậy mà trên mặt cũng đau đớn như bị đào cắt cuối cùng tạ bất tạ đánh bay cái lưỡi kiếm cuối cùng dùng đào chặn trước người thở phào một tiếng hắn lao mồ hôi trên trán đây là thập bát kiếm trận sao? Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt đất cắm đầy những cái lưỡi kiếm sắc nhọn. Trên lưỡi kiếm quấn một sợi tơ cực mỏng. Sợi tơ nối thẳng tới tay trái của Tô Mộ Vũ. Một người chỉ dùng của tay trái mà điều khiển tổng cộng 18 thanh kiếm. Tạ bất tạ, nuốt nước miếng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Người đã thấy thập bát kiếm trận chưa? Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói, như vậy ngươi nghĩ mình có vượt qua được không tạ bất tạ mới đột nhiên mỉm cười ta cảm thấy mình không có vượt qua được nhưng mà không vượt qua được thì lúc vượt qua mới có ý nghĩa chứ chỉ có thắng trận sẽ bại thì mới là chiến thắng có ý nghĩa người là một đau si tô mộ vũ chậm rãi nói có lẽ đúng rất nhiều người cũng nói vậy tạ bất tạ giờ đau trước mặt như vậy khôi đại nhân thì sao có phải là kiếm si không ta không phải tô mộ dụ lắc đầu nếu không phải làm sao mà ngươi học được kiếm pháp thần kỳ như thế tuy ta chưa có từng xem tàn phổ của thập bát kiếm trận nhưng chỉ dựa vào quyển tàn phổ mà phục chế được kiếm trận khó tưởng tượng như vậy ta thấy nếu xét tới chữ si ngươi không dưới ta rồi tạ bất tạ nói mộ tuyết gì bên cạnh ngạc nhiên cô và tạ bất tạ cũng coi như là quen biết lâu ngày nhưng mà tổng cộng chỉ nghe hắn nói có vài câu sao đã tới lúc sống chết rồi mà hắn lại dông dài như vậy hơn nữa vì sao mà cánh tay cầm đao của hắn vẫn rung nhẹ là vì sợ hãi sao không là vì hưng phấn tô mộ vũ kéo sợi tơ trong tay nếu đánh tiếp sẽ phải phân sinh tử sư phụ thường nói thấy sinh tử mới có thể lên đỉnh thiên địa nếu thật sự có cơ hội vậy là phải cảm tạ khôi đại nhân Tạ bất tạ đột nhiên gầm lên một tiếng, nhấc trường đào lao thẳng về phía tô Mộ vũ. Tay trái của tô Mộ vũ cũng dung lên, 18 lưỡi kiếm đột ngột bay lên khỏi mặt đất, đâm thẳng về phía Tạ bất tạ. Tạ bất tạ thần pháp quỷ dị nhanh chóng né tránh những cái thanh kiếm đó. Đồng thời, trường đào cũng đã chém ra từng đóa hoa đào da chạm với những thanh kiếm, tạo nên âm thanh thanh thúy chập trùng lên xuống như là một khúc nhạc ký thế hào hùng. Sư phụ thường nói ta còn thiếu một đao là có thể vượt qua được người. Đó là đao thứ tám mà sư phụ luôn muốn ngộ ra. Hôm nay cơ hội chém ra đao đó. Tạ bất tạ tung người nhảy tới. Tô mộ vũ khẽ nhíu mài. Cánh tay trái mới nhanh chóng cử động. 18 thanh kiếm hợp lại bên dưới tạ bất tạ tạo thành một rừng kiếm. Chương 386 Ám hạ truyện. Người thích đào, thích vì sao mà lại thích? Ta cảm thấy đào rất đẹp. Rất đẹp sao? Đúng vậy, đường cong của thân đào rất đẹp, đường đào chém ra cũng rất đẹp. Cầm lấy, dùng đào cho ta xem thử đi. Khi mới 7 tuổi, tạ bất tạ gặp một người của Đào pháp đệ nhất, tạ gia gọi là tạ Thất Đào. Tuy tạ Thất Đào có địa vị rất cao, nhưng mà chưa bao giờ tham gia vào sự vụ trong gia tộc chỉ một lòng say mê đào pháp còn khi tạ bất tạ 6 tuổi đã mất cha mẹ trong tạ gia cả hai người đều là những kẻ bị lãng quên chính là đau đã kết nối bọn họ với nhau người chưa có bao giờ chạm với đào thì có tư cách gì nói đau đẹp hay là không tạ thất đào đưa trường đào trong tay cho tạ bất tạ Lúc đó tạ bất tạ chỉ mới cao hơn thanh trường đao có một chút thôi. Nhưng mà hắn không hề sợ hãi cầm lấy thanh đao, sau đó mới nhẹ nhàng dùng lên. Đôi mắt của tạ thất đao lập tức bừng sáng, vì đao này thật sự rất đẹp. Khi mà nhìn rừng kiếm bên dưới, trong đầu của tạ bất tạ nhanh chóng hồi tưởng lại tình cảnh khi mà hắn gặp sư phụ tạ thất đao lần đầu. Đó là cái lần đầu tiên hắn thật sự cầm đao một đào đó không có bất cứ chiêu thức gì, cũng không hề có suy nghĩ, chỉ là một đào đơn thuần. Nhưng mà vì thuần túy cho nên mới đẹp. Thời khắc này, tạ bất tạ mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Hắn luyện đào 10 năm, học cả 7 thức đào pháp tuyệt thế mà tạ thất đào đã truyền thụ nhưng mà vẫn không như sư phụ, không thể ngộ ra đào thứ 8. Đó là gì dũng không có tồn tại đào thứ 8. Quay đầu nhìn lại, đào chiều tốt nhất vẫn là một đau thuần túy nhất năm xưa. Để ta nhớ lại lần đầu tiên mình cầm lấy đau. Tạ bất tạ nhắm hai mắt lại, sau đó mới chậm rãi chém đau. Khoảnh khắc đó rừng kiếm sụp đổ, 18 lưỡi kiếm sắc bén bày tứ tán. Ngay cả bộ tuyết gì đứng ở phía xa cũng đã bị chấn động lùi lại ba bước. Cô mới kinh hại hét lên. Đau này, đáng kinh nể. Tay trái của Tô Mộ Vũ đột nhiên kéo về phía sau, 18 thanh kiếm bay lên không trung lại đổ xuống như là một cơn mưa kiếm ập về phía tạ bất tạ. Nhưng mà thời khắc này tạ bất tạ không có thấy cơn mưa kiếm sau khi mà chém đào thứ 8 là đào thế phía sau như thuận tay đánh ra không còn một chút gông cùm xiên xích nào trường đào nhanh chóng múa lượng 18 thanh kiếm liên tiếp bị đánh giăng ra. Tô Mộ Vũ giơ tay cầm cán dù trên mặt đất sau đó mới rút từ bên trong ra một thanh kiếm mạnh mai điểm mũi chân một cái cầm kiếm nhắm về phía tạ bất tạ mưa kiếm tàn đi tạ bất tạ quay đầu nhìn được ánh sáng lạnh hắn mới cười lạnh một tiếng cũng phải như vậy mới đúng chứ nếu thập bát kiếm trận chỉ như vừa rồi hắn còn chưa có thấy đã hứng hắn mới dùng đào đứng dậy đón đầu ánh sáng kia trường đào lướt qua bên người của tô mộ vũ chém rơi một lọn tóc còn trường kiếm của Tô Mộ Vũ trực tiếp xuyên qua bả da của tạ bất tạ, máu tươi lập tức đổ xuống. Thắng bại đã phần. Tạ bất tạ, thần sắc đờ đẫn vẻ vui mừng và hưng phấn vì đột phá đào pháp cứng lại trên gương mặt quán. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tô Mộ Vũ nghiêm túc hỏi, Vì sao? Tô Mộ Vũ rút trường kiếm bước ra ngoài ba bước. Đào pháp của người không có bất cứ vấn đề gì nếu chỉ tính riêng quyết đấu đào kiếm, hôm nay ngươi không có thua dưới tay của ta. Nhưng ngươi vẫn thắng. Sư phụ nói, nếu ta ngộ được đào thứ 8, thế thì trong thế hệ này quám hà, ta là người mạnh nhất. Xem ra, ngươi lừa ta rồi. Tạ bất tạ, mặt không có biểu cảm nói. Vì ngươi si tầm với đào, sai mê đào, ngươi chiến đấu tất cả đều là vì đào. Nhưng đau là vật chết, ngươi cần tìm ra cái lý do thật sự đáng cho người tự chiến. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, tạ bất tạ suy nghĩ, vẫn lắc đầu. Ta không hiểu, ta nhất định phải thắng ngươi vì ta không có thể thua. Nếu ta thua, những người phía sau ta sẽ chết, những người đi theo ta cũng sẽ phải chết. Tô Mộ Vũ nói một nửa, cuối cùng mới lắc đầu. Ý nghĩa mà mỗi người tìm kiếm lại khác nhau. Ý nghĩa của người, ngươi phải tự tìm ta không hiểu vì sao ngươi lại nói những cái lời này nhưng mà vì muốn thắng người ta sẽ thử tìm kiếm thứ mà ngươi nói tạ bất tạ đột nhiên xoay người mộ tuyết di sửng sốt ngươi định đi sao ta đã nói rồi ta tới đây không phải là để giết bất cứ ai tạ bất tạ điểm mũi chân rời khỏi theo hướng vừa đến tô mộ vũ hy vọng còn có cơ hội giao chiến với người từ ngày đó trở đi, trong ám hà đã mất đi một đệ tử tạ gia kỳ quái. Tuy chỉ lát đát vài người biết, đệ tử họ tạ này đã có đào pháp vượt qua bất cứ ai trong tạ gia, thậm chí vượt qua cả sư phụ của hắn là tạ thất Đao. Nhưng mà Đao khách kỳ quái này nhiều năm sau đã nổi danh trên giang hồ, thậm chí ở Nam Quyết xa xôi. Có một trận chiến mang đậm tính truyền thuyết với đào tiên. Tô Mộ Vũ xoay người, lao vết máu bên trái gương mặt, đau cuối cùng của tạ bất tạ đã khiến cho hắn bị thương hắn nhìn mộ tuyết di thản nhiên mỉm cười tuyết di tiếp theo cô đánh với ta sao đánh cái đầu ngươi á ngươi đã chảy máu rồi đó mộ tuyết di lấy từ trong lòng ra một bình thuốc ném vào tay của tô mộ vũ mau bôi lên đi thuốc của ngươi ta nào dám dùng chứ tô mộ vũ bất đắc dĩ nhìn cái bình thuốc trong tay sau lưng của ta đang có một vị tiểu thần y không dám dùng loại độc dược giết chết cả con trâu của người đâu. Tiểu thần y sao? Mộ Tuyết gì nhướng mày? Giờ phút này Tiểu thần y đang nằm trong phòng, chìm vào trong mộng cảnh của ám hà đại gia trưởng, cao mày thần sắc đau đớn. Trong giấc mơ này cô liên tiếp đi qua từng chiến trường Tu La, chứng kiến thi thể đầy đất, máu tươi đổ khắp nơi đến mức đã chết lặng rồi. Lão già thi thoảng còn có vẻ hiền từ ấy rốt cuộc từng có quá khứ ra sao? Bạch Hà Hoài lắng lặng suy nghĩ. Bạch Hạc Hoài lắng lặng suy nghĩ, nhưng mà cô vừa quay đầu lại, đã thấy đại gia trưởng đứng sau lưng của cô. Trên lòng ngực của đại gia trưởng đều là máu tươi. Thành miền lòng kiếm trong tay chống xuống đất, cố gắng lắm mới không có đổ gục xuống. Đại gia trưởng cười khổ nói, tối nay e là phải chết ở đây rồi. Chết ở đây sao? Bạch Hạc Hoài mới sửng sốt Bên ngoài còn có tô mộ vũ mà Đừng có hô hào chết với không chết gì nữa Lão gia tử Hút xong điếu thuốc này Ông đây sẽ ra ngoài giết sạch bọn chúng giúp người Một tràng cái tiếng phổ thông Không được lưu loát vang lên phía sau Bạch Hạc Hoài lập tức hiểu ra Đại gia trưởng trong giấc mơ Không có nhìn thấy cô Chắc là đang nói chuyện với một người khác Trong giấc mộng Xem ra trước khi mà gặp sát cục này nhiều năm trước, đại gia trưởng cũng đã gặp tình cảnh tương tự. Cũng từng lâm vào cảnh đường cùng, Bạch hà Hoài quay đầu, lại thấy một nam tử gầy gò cao ráo ngồi trong góc, chậm rãi hút thuốc. Bên cạnh hắn đặt một cây Phật trượng, trên Phật trượng đính dòng vàng, phát ra cái tiếng động len keng. Chương 387 Ám Hà Truyện Bạch hà Hoài vẫn nhớ gương mặt này khi mà ra khỏi được phủ cô được gặp nam nhân cầm phật trường kia nhưng mà hắn trong mộng cảnh còn trẻ trung hơn một chút gương mặt vốn tạm coi là tuấn tú nhưng quá gầy gò cho nên có vẻ hơi tiều tụy hắn buông cái tẩu thuốc trong tay xuống tù triết ta cho ngươi một lời hứa nếu lần này chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây ngươi có thể ra khỏi ám hà tới gặp thê tử và con gái của ngươi đại gia trưởng chậm rãi nói không cần sự tồn tại của ta vốn đã phiền toái lớn nhất cuộc đời của họ rồi sau chuyện lần này cho dù sống hay là chết cũng đưa thư giúp ta cứ nói ta đã chết ở đây rồi nam tử kia hút thuốc thê tử và con gái sao bạch hạt hoài lạnh nhạt lặp lại câu nói đó sau đó mới chậm rãi đi về phía nam tử kia Cù cúi người kéo cổ áo của hắn nhưng mà ngay lúc này ảo ảnh lại xoay tròn bạch hạt hoài đã bị quăng ngã xuống đất tới trong góc nhà đại gia trưởng rút miền lòng kiếm ra đi thẳng về phía trước tu triết cầm phật trượng lên tiếp đó hình ảnh biến hóa bạch hạt hoài xuất hiện trong một đám cháy trường kiếm của đại gia trưởng đã dính đầy máu tươi xung quanh đều là thi thể còn tu triết trên vai của hắn còn ghim một thanh trường đao máu tươi chậm rãi đổ xuống nhuộm đỏ có quần áo của hắn hắn lấy cái tẩu thuốc từ trong lòng ra nhưng mà cánh tay run rẩy tẩu thuốc rơi xuống đất. Đúng là vô dụng, mới gặp một chút chuyện nhỏ, tài đã rung rồi. Tô Triết cúi đầu tự chế diễu. Bạch hạt hoài đi qua cái đống thi thể, bước về phía Tô Triết. tu Triết chậm rãi quay đầu lại, hắn nhìn đằng trước, ánh mắt từ từ mê mang, tiếp đó mới quá thành mông lung. Nhưng mà trước khi mất đi ý thức, vẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng, A hạt, sau đó mới ngửa đầu ngã thẳng xuống tiếng a à hạt vừa dặn nói về phía bạch hạt hoài nhưng bạch hạt hoài lại biết giờ phút này đang là trong thế giới ý thức của đại gia trưởng những người xuất hiện ở đây không thể nhìn thấy cô bạch hạt hoài lao tới trước mặt của tô triết cuối người rốt cuộc cũng thấy một dấu móng vuốt nho nhỏ trên cổ quán kỳ độc của ông gia nhất sinh trảo cho dù có chữa khỏi thì sau này thân thể cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại cái dấu móng vuốt này bất luận có làm thế nào cũng không thể xóa được đây là dấu hiệu mẹ lưu lại cho hắn cho dù hắn có chạy tới chân trời gốc bể cho dù cả đời này hắn cũng không có dám trở lại gặp mẹ cũng không có thể quên mẹ được đây là những lời mẫu thân của bạch hạt hoài đã nói với cô trước lúc chết quả nhiên là ông ấy ông ấy còn sống Bạch Hạc Hoài cười nói Người là ai? Đại gia trưởng sau lưng đột nhiên mở miệng Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên Trong ảo ảnh đúng là tất cả mọi người không có thể nhìn thấy cô Vì đây là cảnh tượng của quá khứ Nhưng chỉ có rất ít thời điểm mới xuất hiện ngoại lệ Đó chính là ý thức của đối tượng được sử dụng di hồn đại pháp Đã thức tỉnh trong giấc mộng Như vậy ông ta có thể nhìn thấy Bạch Hạc Hoài Người là ai? Đại gia trưởng lại nói, thân hình của Bạch Hạc Hoài cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn đại gia trưởng, cố tình hạ thấp giọng nói, "Đây là cảnh trong mơ." "Cảnh trong mơ sao?" Đại gia trưởng nhíu mày nói, "Đúng vậy, ta chỉ là một vị khách đi ngang qua trong cảnh mơ của người thôi." Bạch Hạc Hoài bước từng bước về phía sau, chỉ cần cô ra khỏi cái chỗ này kịp thời, chạy khỏi tầm mắt của đại gia trưởng, như vậy sẽ không gây hậu quả quá lớn nhưng sự thật hoàn toàn không có như cù mong muốn. Đại gia trưởng mới nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm trong tay ra. Ai phải người tới đây? Ông mới tung người nhảy lên, một kiếm đánh xuống, bạch hạt hoài nhanh chóng né tránh. Quỷ tung bộ, ngươi là người của tu gia sao? Người của tu gia lại phản bộ ta. Đại gia trưởng suốt kiếm đầm tới, bạch hạt hoài ngửa người về phía sau, trường kiếm lướt sát qua trước ngực của cô, bước chân cô lão đảo, ngã nhòi dưới đất. Chết tiệt! Nếu mình bị giết trong ảo ảnh thì mình có chết không đây? Sư phụ chưa có từng nói về chuyện này. Trong đầu của Bạch Hạc Hoài lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng bước chân như không có nghe sai khiến, có cố thế nào cũng không có gì chuyển nổi. Không đúng, Tô Gia đã phản bội ta từ lâu rồi. Đại gia trưởng giờ kiếm lên miệng lẩm bẩm, vì sao mà ta lại kinh ngạc như vậy? khóe miệng của Bạch Hạc Hoài co giật một thoáng. Cô biết ký ức của đại gia trưởng hiện tại đã ảnh hưởng tới bản thân trong ảo ảnh. Ký ức hỗn loạn cũng tức là di hồn đại pháp xuất hiện vấn đề rất lớn, có thể khiến cho đại gia trưởng dùng kiếm tự sát trong ảo ảnh. Trừ phi ý chí của đại gia trưởng vững chắc như đá tảng, như sắt thép. Thế gian này có mấy ai đạt tới cảnh giới đó. Thế nhưng ánh mắt của đại gia trưởng từ mê màng quá thành dần dần biến thành hung ác. Ông mới cúi đầu nhìn Bạch Hạc Hoài bên dưới, trầm giọng nói, Người rốt cuộc là ai? Ta chính là Bạch Hạc Hoài, là thần y chữa trị cho ngươi. Bạch Hạc Hoài cuốn quýt nói, Ta tới đây là để tìm biện pháp chữa cho ngươi. Vậy vì sao ngươi lại biết võ công của Tô Gia? Đại gia trưởng quát lên chói tài, trường kiếm trong tay không hề do dự chém xuống. a à... Bạch Hạc Hoài kêu lên thảm thiết, ý thức mới lập tức thoát ly khỏi mộng cảnh. Cô mở mắt ra, thấy trong lòng bàn tay của mình toàn là mồ hôi, khẽ thở hắt một tiếng. Ít nhất mình vẫn còn sống. Xem ra bị giết trong ảo ảnh cũng chỉ là bị đuổi ra bên ngoài thôi. Nhưng cô đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng lại bị một đôi tay già nua mà rắn rỏi nắm lại. Ta hỏi lại câu hỏi vừa rồi, rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Hạc Hoài nắm lấy cổ tay của đại gia trưởng nhưng mà không cách nào kéo ra. Cù dẫu diễm nói, đại gia trưởng ta không quá ý. Vừa rồi ta đã thấy ngươi biết võ công của tô gia, hơn nữa ngươi dùng di hồn đại pháp là muốn tìm kiếm bí mật trong đầu của ta, vốn không phải là tìm cách giải độc như người đã nói. Cánh tay của đại gia trưởng càng siết mạnh. Hiểu lầm rồi, Bạch Hạc Hoài khó nhọc nói, đại gia trưởng ngươi buông tay ra Ta nói hết cho ngươi không cần các ngươi muốn lấy bí mật quám hà từ chỗ của ta nhưng cái lũ ngu ngốc trong ba nhà không có nghĩ tới có một số bí mật càng biết nhiều thì chết càng nhanh nói xong câu đó đại gia trưởng mới đột nhiên ho khan kịch liệt ông mới buông bạch hạt hoài ra chống tay xuống đất nôn ra một ngụm mau tươi bạch hạt hoài cũng ngã lăn dưới đất thở hổn hển nặng nề nhưng mà cô vẫn muốn giải thích với đại gia trưởng đại gia trưởng ta nhưng sau khi mình ôn ra một ngụm máu tươi kia đại gia trưởng lại giơ tay rút thanh miên long kiếm bên cạnh ra rốt cuộc bạch hạt hoài cũng ý thức được giờ phút này sau khi bị phản bội đại gia trưởng đã rất khó tin tưởng bất cứ ai bên cạnh vẻ ôn hòa cùng với bản thân trước đây là do ông ta cố ý tạo ra bây giờ tâm cảnh của đại gia trưởng đã sụp đổ mọi hành động đều sẽ theo hướng cực đoan nhất chết đi đại gia trưởng chém ra một kiếm chương 388 ám hạ truyện ngay lúc này mưa đột nhiên ngừng lại tô mộ vũ nhìn mộ tuyết di trước mặt nhẹ nhàng nói Ngươi về đi đọc của người vô dụng đối với ta mộ tuyết di đột nhiên nở một nụ cười lạnh nhạt tô mộ vũ ngươi đừng có quá tự luyến đó ngươi thực sự nghĩ rằng ta chạy đến đây là để tìm ngươi sao Người Tô Mộ Vũ nheo mắt lại Lập tức dùng kiếm Nhưng vẫn chậm mất một bước Mộ Thuyết Di nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn Chạy thẳng vào phòng của đại gia trưởng Cô vừa chạy Vừa rải qua đầy đất Những mảnh hoa đỏ muôn vàng màu sắc Hết sức mỹ lệ Nhưng mà Tô Mộ Vũ biết là nếu không cẩn thận Dẫm phải bất cứ đó hoa nào Cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng Cuối cùng, mộ tuyết gì xoay người hất ống tay áo, rải một mảng khói độc. Muốn cứu người thì phải phá được độc trận của ta trước đi. Trong phòng, đại gia trưởng chỉ chém một kiếm đã phá tan toàn bộ cửa gỗ. Bạch hạt hoài ngã vào trong góc thở hồng học. Vừa rồi cô lấy từ trong lòng ra, tam châm dẫn tuyến. Cô đã kéo mình ra ngoài thì mới tránh được một kiếp. Lúc này, mộ tuyết gì đã lao tới trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng bên trong cũng hơi sửng sốt. Mộ gia, mộ tuyết di. Đại gia trưởng cầm kiếm, cố gắng giữ giọng điệu của mình thật bình tĩnh. Mộ tuyết di nhìn thoáng qua đại gia trưởng, lại nhìn bạch hạt hoài đang ở trong góc nói đầy ẩn ý. Đúng là bất ngờ, quá ra tiểu sư thúc của tăng Bách Thảo là một cô bé xinh xắn như vậy sao? Nhưng ta thấy y thuật cũng không có được tốt lắm, đại gia trưởng muốn giết cô ta để ta làm thay cho mộ tuyết di điểm mũ chân lướt tới xuất trưởng đánh về phía bạch Hà hoài bạch Hà hoài nhìn một cái là nhận ra luồng khí đen lưu chuyển trên bàn tay mang theo chất kịch độc nào có dám đón đỡ chứ lại ném ba cái mũ châm cắm lên nóc nhà đột nhiên kéo người nhảy về phía trước tù gia tam châm dẫn tuyến sập rút cuộc ngươi lại. mộ tuyết di quá khẽ không biết ta là ai mà ngươi còn ra tay tàn nhẫn như vậy sao Bạch Hạc Hoài khẽ thở hát một hơi, quay đầu lại, nhìn con chim gỗ trên cửa. Mặc kệ gọi người ổn định tình hình trước mắt đã, còn lại để tính sao. Bạch Hạc Hoài suy nghĩ xong mới lập tức giơ tay nắm lấy dây dẫn kéo mạnh xuống. Chỉ thấy con chim gỗ bỗng như sống dậy, vỗ cánh trực tiếp bay thẳng ra ngoài phòng. Cơ quan sao? Mộ tuyết gì không có rõ ảo diệu trong đó, không có dám tùy tiện ra tay khẽ cúi người lùi lại phía sau ba bước. Đại gia trưởng vẫn là cầm kiếm đứng đó, không có hành động gì, vì ông thật sự không còn sức để hành động. Tiếp theo thì sao? Bạch Hạ Quài căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng. Đợi cả nửa ngày, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mộ tuyết gì vốn còn đôi chút cảnh giác, cũng nhận ra con chim gỗ kia chỉ có tác dụng mật báo. Lại dơ tay ngưng tụ độc khí. Ngay lúc này, tấm ván gỗ bên dưới của bạch hà hoài đột nhiên mở ra bên dưới đen tịch không có nhìn thấy đáy có mật đạo sao mộ tuyết gì dung ống tài áo đánh về phía bạch hà hoài bạch hà hoài không có lựa chọn nào khác buông lỏng sợi tơ rơi vào trong mật đạo cuối cùng vẫn còn lẩm bẩm tên lừa đảo tô mộ vũ sao bảo chỉ cần hắn còn sống là có thể bảo vệ chu toàn cho ta Cô mới nói được có nửa câu, Tô Mộ Vũ đã phá độc trận chạy tới cửa. Bạch Hạc Hoài dù thức giơ tay về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ đưa tay ra đỡ nhưng đã không kịp rồi. Bạch Hạc Hoài rơi vào trong mật đạo, sau đó mới trực tiếp trượt xuống. Tô Mộ Vũ không hề do dự, lập tức đi theo. Tô Mộ Vũ, người xuống đó làm gì? Mộ Tuyết Di mới dội dàng gọi giới theo. Ta mới tìm được cha, ta không có muốn chết đâu. Bạch hạt hoài trượt thẳng xuống dưới, không biết bên dưới sâu bao nhiêu, rốt cuộc cũng lộ ra cái vẻ sợ hãi của một cô bé gái. Thần y, đừng sợ, Tô Mộ Vũ điềm nhiên nói. Hả? Lúc này Bạch Hạc Hoài mới phát hiện ra Tô Mộ Vũ mới cả kinh. Sao mà ngươi cũng xuống vậy? Ta đã hứa với thần y có ta ở đây sẽ bảo vệ chu toàn cho cô. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân lao về phía trước, trực tiếp nhảy đến trước mặt của Bạch Hạc Hoài mật đạo rất hẹp hai người gần như là dán mặt vào nhau có điều tô mộ vũ như không hề hay biết gì về chuyện này tay trái của hắn ôm eo của bạch hạt hoài tay phải cắm thành kiếm mảnh vào trong tường chậm rãi giảm thế rơi của hai người một lát sau rốt cuộc hai người cũng đã hạ xuống đất tô mộ vũ buồn lỏng tay, xoay người nhìn xung quanh trước mắt của bọn họ là một cánh cửa đá bạch hạt hoài bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên trên cao như vậy chắc chắn không có bò ra được rồi còn lúc này trong căn phòng bên trên chỉ còn lại của đại gia trưởng và mộ tiết di mộ tiết di nhìn đại gia trưởng một cái một vài ý tưởng hiện lên trong lòng cuối cùng cù cuối người ra mắt đại gia trưởng một luồng khí độc bồng bềnh bay tới đánh về phía đại gia trưởng đại gia trưởng vẫn cầm kiếm đứng thẳng nhìn luồng khí độc không một chút phản ứng Mộ Tuyết Di trong lòng vui vẻ. Quả nhiên lúc này Đại gia trưởng chỉ phù trường thành thế, ông ta không còn sức chiến đấu nữa. Lui! Một cái tiếng quát chói tai dàn rền, Tiếp đó chỉ thấy một cây cung sắt giáng xuống, nhanh chóng đánh tan cái luồng khí độc. Tiếp theo là một ông lão lưng còng hạ xuống, nắm cây cung trong tay, vẽ thành một cái vòng tròn, tạo ra một luồng khí vô hình trước mặt, ngăn cách bọn họ với khí độc của Mộ Tuyết Di không ngờ ngươi lại tới kịp. Mộ tuyết di lùi lại nửa bước. Đừng có dội lùi. Một bộ đạo bào hạ xuống, mộ thanh dương giơ tay ngăn mộ tuyết di lại, sau đó mới lập tức rụt tay, lắc đầu nói, quên mất tiêu rồi, khéo độc phát thân dòng mất. Bên ngoài thua rồi sao? Mộ tuyết di ném ra một viên thuốc vào tay mộ thanh dương. 12 con giáp của chu ảnh đâu có dễ đối phó chứ, nhiều nhất chỉ thêm cái thời gian nửa nén hương thôi. Mộ thanh dương nhìn xung quanh, thằng nhóc tạ Gia đâu? Chạy rồi, mộ tuyết di trả lời. Chạy rồi, khóe miệng của mộ thanh dương run rẩy Thế tô mộ vũ thì sao? Rơi vào cái hang kia rồi, đi cùng thần y của dược dương cốc. Mộ tuyết di chỉ vào cái sàn nhà, rải ít phấn độc vào trong hang, loại độc nhất đấy. Mộ thanh dương trầm giọng nói, người điên sao? Tô Mộ Vũ cũng ở trong đó đó. Mộ Tuyết Di nhíu mày nói, Ngươi đưa cho hắn một viên du qua hoàng, giấu trong chui kiếm của hắn, đừng tưởng ta không biết. Mộ Thành Dương không còn vẻ cợt nhã mà nghiêm túc nói, Hạ độc, chậm nữa không có còn cơ hội đâu. Tô Mộ Vũ có thể không chết, nhưng mà thần y kia phải chết thôi. Đúng là cái lũ điên. Mộ Tuyết Di lắc đầu, lấy từ trong lòng ra một đóa hoa nhỏ trắng bóc, tiếp đó nhẹ nhàng dung lên, đóa hoa nhỏ bay khỏi tay của mộ tuyết di rơi vào trong mật đạo chậm rãi hạ xuống chương 389 ám hà truyện mưa đã tạnh tô xương hà chăm một ngọn nến thắp sáng căn phòng đủ giám hà đêm nay là một đêm không có bình thường nhưng mà tô xương hà thống lĩnh hành động của tô gia hiện tại vẫn lưu lại trong căn nhà trọ yên tĩnh này hắn uống một chút rượu đã có một chút men sai nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, ngâm nga điệu nhạc dân gian không có biết tên, có vẻ khá tự đắc. Nhưng mà tiếng mưa dơ dần, cuối cùng hoàn toàn ngưng lại, mọi chuyện bên ngoài cửa sổ cũng trở nên bình tĩnh, men sai của hắn cũng đã tan dần. Nhàm chán, dưới ánh nến, tô sương hà xoay tròn chén rượu trong tay. Choang một tiếng, cửa sổ mới đột nhiên bật mở, một cái dòng vàng bay vào. Tô Sương Hà giơ tay bắt lấy cái dòng vàng, trên dòng vàng khắc một hàng chữ nhỏ. Tô Sương Hà giơ tay sờ nhẹ, miệng thì thầm. Gia chủ có lệnh lập tức xuất kích. Tô Sương Hà mỉm cười, ngón tay bị siết mạnh, xóa tan những cái chữ khắc trên đó. Sau đó tay trái cầm con dao găm của mình lên, xoay một cái, lưu lại vài chữ trên dòng vàng. Không ổn. Tiếp đó hắn lại dùng tay, dòng vàng bay ra lão gia tử vốn là một người bình tĩnh nhưng đứng trước chức vị đại gia trưởng cũng thấy mất kiên nhẫn tô sương hà nói đầy ẩn ý trong căn phòng bên cạnh mộ vũ mặt chậm rãi mở mắt ảnh nến lập lòe cô mới nhìn bóng người mơ hồ mỉm cười quả nhiên ngươi vẫn không có nỡ bỏ rơi ta ta và ngươi không quán không thù không có lý do gì để mà giết ngươi đường liên nguyệt ngồi trên ghế chậm rãi uống trà đừng có ngồi đó Tới đây ngồi đi. Mộ vũ mặt vỗ chỗ bên cạnh. Đường liên nguyệt không còn gì để nói. Mộ vũ mặt nhìn ngoài cửa sổ đen kịch, tính toán canh giờ rồi mỉm cười yêu mị. Trời không có còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Đường liên nguyệt nhìn mộ vũ mặt. Lúc này cô đã trọng thương vừa tỉnh, ảnh mắt tiều tụy, nói mấy câu vừa rồi đã như là hao sạch sức lực, nhưng mà vẫn như lúc trước, khiêu khích bản thân không biết mệt là gì vẻ quyến rũ đó giờ còn mang theo ngữ điệu yếu ớt ốm đào dường như lại càng mê người có cách gì bây giờ đường liên nguyệt đành phải uống nước tiếp không ngủ cùng nhau sao ngày mai tỉnh lại chàng đi mất rồi mộ vũ mặt hơi tiếc nuối thật ra ngươi đừng có nhìn ta như vậy chứ ta chỉ là miệng lưỡi thích đùa bỡn với người khác thôi chưa có bao giờ ngủ với nam nhân đâu ngươi đã ngủ với nữ nhân bao giờ chưa đường liên nguyệt rất muốn nói cái gì đó ví dụ tức giận mắng dài câu như lúc trước nhưng mà trong lòng của hắn cảm thấy mình rất dối trá vì tâm trạng thật sự của hắn không phải là muốn nổi giận mắng cô mà là thật sự có phần cũng muốn ngủ với cô khi mộ vũ mạc ngủ đường liên nguyệt đã ngắm cô rất lâu trong cuộc đời này hắn đã gặp rất nhiều nữ tử tuyệt mỹ cho dù là ở đường môn hay là trong giang hồ hoặc là ở thiên khải thành mỹ nữ như mây số người muốn gả cho hắn nhiều không có đếm xuể thế nhưng đến bây giờ vẫn lẻ loi một mình thậm chí đến mức trong đường môn đã có lời đồn đường liên nguyệt thích người cùng giới nhưng mà hắn chỉ là không quen ở với người khác cho dù là nam hay nữ nhưng mấy ngày nay hắn và mộ vũ mặt chung dưới một mái hiên một người nằm trên giường một người bảo vệ dưới đèn trong một thời khắc nào đó hắn bỗng cảm thấy có một chút ấm áp cảm giác khi hai người bên nhau là như vậy sao có vẻ cũng không tệ đương nhiên chủ yếu là vì mộ vũ mặt trông rất không tệ ta mệt rồi không có nói nhiều được nữa nếu người muốn lên giường ngủ thì tự tới đây đi ta ấy mà không có cầu xin ngươi đâu nha làm thế khác nào ta thích người chứ trong giọng nói của mộ vũ mặt đã có vẻ si mê hai mươi năm qua chỉ có người khác đuổi ta chạy làm gì mà có chuyện ta đuổi người khác chạy chứ ta ra ngoài một chuyến đường liên nguyệt đột nhiên đứng dậy sao thế mộ vũ mặt nghi hoặc uống nhiều nước quá đường liên nguyệt đẩy cửa bước ra trong hành lang đen kịch có một người trẻ tuổi để ri mép giữa người vào lan can nghe tiếng của đường liên nguyệt ra ngoài hắn nghiêng đầu cười nói bán nhập gian phòng, bán nhập dân sao? Ban ngày gặp người đã cảm thấy người khá quen thuộc rồi. Quả nhiên, người thay đổi diện mạo. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Sao lúc đó không để cho ta thấy mặt thật? Tô Sương Hà vuốt ve chồm ria mép của mình. Không muốn gặp thì trốn, muốn gặp đương nhiên là phải gặp rồi. Trong phòng là người của ám hà các người. Nếu người đã tới, ta cũng trả người cho người ta chỉ muốn giết đại gia trưởng những người khác trong ám hà không có liên quan tới ta ta cũng không có liên quan tới tranh đấu giữa các ngươi đường liên nguyệt chậm rãi nói trong phòng là hộ vệ của đại gia trưởng còn mục đích của ta lần này là để đại gia trưởng chết ngươi trả cô ấy lại cho ta có thể ta sẽ giết cô ấy đấy trong tay của tô xưng hà lóe lên ánh sáng lạnh tung người nhảy xuyên qua đường liên nguyệt trực tiếp lao vào trong phòng của mộ vũ mặt nhanh vậy sao? Ngươi trực tiếp dãy nước tiểu ngoài cửa sao? Mộ vũ mặt mở mắt, nhưng lại thấy một gương mặt ngứa đòn, quen thuộc. Sương Hà. Tô Sương Hà dơ dao găm trong tay, đột nhiên chém xuống. Là ta. Ngươi điên rồi sao? Mộ vũ mặt nói, chỉ nghe khen một tiếng, một con dao găm gần như là trong suốt ngăn cản Tô Sương Hà. Xem ra, ngươi có vẻ khá thương tiếc đệ nhất mỹ nữ của ám hà chúng ta rồi. Tô Sương Hà thu dao găm, lùi lại một bước. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, người cố ý thử ta sao? Rốt cuộc, tất chi kiếm của ta lợi hại hơn hay là chỉ tim nhận của người trí mạng hơn? Ta thật sự rất muốn biết đáp án này. Tô Sương Hà mỉm cười thu đào. nhưng mà hôm nay không phải là thời điểm tốt. Vũ Mạc, ngươi lựa chọn đứng về phía Tô Mộ Vũ sao? Ta không có đứng về phía ai cả, ta ngủ ở đây các ngươi đừng có động đến ta giọng nói của mộ vũ mặc mang vẻ nũng nịu trong lòng ngươi vẫn là tô mộ vũ quan trọng hơn nếu không ngươi chẳng có giúp hắn cầm chân cái tên nguy hiểm nhất đường môn này tô sương hà thở dài tô mộ vũ trong lòng của đường liên nguyệt hơi động ngươi đừng có nói bậy đó mộ vũ mặc mỉm cười ta thích đường công tử cho nên quấn lấy đường công tử thôi thế sao mấy năm trước ngươi còn nói là muốn gả cho tô mộ vũ cơ mà nữ nhân đúng là giỏi thay đổi tô sương hà đi tới cửa sổ quyền vũ sử nếu ngươi thật sự thương tiếc muội muội của ta thế thì cứ ở đây bảo vệ cô ấy mấy ngày bầu trời trên cửu tiêu thành sắp thay đổi rồi đầu của đại gia trưởng ta có thể lấy về giúp ngươi ta đường liên nguyệt đang định cự tuyệt nhưng mà Tô Sương Hà không có cho hắn cơ hội đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, đứng trên con đường trống trải vắng lặng. Mưa đã tạnh rồi, gió mát hiu hiu, đêm dài không một bóng người. Một cái dòng vàng từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng về phía đỉnh đầu của Tô Sương Hà. Tô Sương Hà mới tiện tay dung lên, hất ngược cái dòng vàng trở về. Thúc, làm việc đi! Các bạn vừa nghe xong tập 56 Thiếu Niên Bạch Mã, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt